Khán giả đến với bản tin Ninja Thế giới. Thưa quý vị, đạo luật dịch vụ kỹ thuật số DSA của Liên minh châu Âu EU chính thức có hiệu lực mới đây, cho thấy nỗ lực của châu Âu nhằm xây dựng không gian trực tuyến an toàn, lành mạnh cho người dùng. Trong bối cảnh nền kinh tế kỹ thuật số tăng trưởng mạnh mẽ, xu hướng tăng cường kiểm soát các nền tảng trực tuyến ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ của dư luận. DSA được đánh giá là một trong những bộ luật tham vọng nhất của EU về kiểm soát nội dung trực tuyến, thông qua việc áp đặt những nghĩa vụ quan trọng với các nền tảng trực tuyến. Các tập đoàn công nghệ lớn đang gấp rút định hình lại chính sách dịch vụ ở châu Âu để phù hợp với quy định của đạo luật này. Trọng tâm của DSA nhằm mục tiêu tạo ra một khung quy định nội dung thống nhất trên toàn EU, mang lại sự rõ ràng và chính xác hơn cho các quy trình kiểm duyệt nội dung trên không gian mạng. Các quy định trong DSA hướng tới cấm hoạt động quảng cáo có chủ đích nhắm vào trẻ em hoặc dựa trên dữ liệu nhạy cảm như tôn giáo, giới tính, chủng tộc, quan điểm chính trị. Những hành vi lừa người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân trực tuyến cho các công ty cũng sẽ bị cấm. Hồi tháng 4 vừa qua, EU đã công bố danh sách 19 nền tảng trực tuyến và công cụ tìm kiếm lớn phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt. Các nền tảng có thể bị phạt tới 6% doanh thu toàn cầu nếu không tuân thủ luật, thậm chí bị cấm hoàn toàn ở thị trường EU nếu vi phạm nhiều lần. Không thể phủ nhận ý nghĩa tích cực của đạo luật mới này trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng như hiện nay. Mạng xã hội là nơi kết nối con người, nhưng cũng là nơi lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, không được kiểm chứng hay các thông tin kích động bạo lực. Đặc biệt, đối tượng trẻ em, thanh niên là nhóm khách hàng trọng tâm của nhiều nền tảng trực tuyến. Bởi vậy, câu chuyện làm sao để ngăn chặn tác động của các nội dung độc hại tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Các lãnh đạo EU bày tỏ tự hào và kỳ vọng rằng, cùng với một số đạo luật khác, DSA sẽ mở ra kỷ nguyên mới về luật công nghệ, mà ở đó, các công ty công nghệ phải chủ động chứng minh là họ tuân thủ luật pháp. Dư luận cũng hoan nghênh nỗ lực mang đến không gian mạng lành mạnh cho người dùng. Ông Andrea Renda, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu có trụ sở tại Brussels, Bỉ, nhận định DSA là bộ luật mang tính bước ngoặt. Giáo sư luật công nghệ Susan Vernor tại Paris, Pháp cho rằng DSA là một phần trong chiến lược thúc đẩy trao nhiều quyền hơn cho các cá nhân, cơ quan quản lý và xã hội dân sự. Một loạt các nền tảng trực tuyến rất lớn và các công cụ tìm kiếm trực tuyến rất lớn như Google, YouTube, Amazon hay TikTok đang hoạt động tại EU đã tiến hành các biện pháp tuân thủ các quy định theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Việc các nền tảng công nghệ chủ động thực hiện thay đổi sao cho đáp ứng các quy định trong DSA được giới chuyên gia đánh giá là bước đi đúng hướng. Bởi theo các chuyên gia, mặc dù hiện chỉ áp dụng ở châu Âu, nhưng các quy định mới sẽ nhanh chóng được lan rộng trên phạm vi toàn cầu. Các quy định của Brussels thường được tham khảo tại nhiều khu vực khác. Với việc triển khai DSA, EU đang cho thấy vai trò tiên phong trong tăng cường quản lý các công ty công nghệ. Thành công trong việc áp dụng các quy định mới của EU sẽ thúc đẩy xây dựng những bộ luật tương tự trên toàn cầu, nâng cao trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến, giúp môi trường mạng trở nên lành mạnh, an toàn hơn. Tôi có thể nói rằng Internet và các nền tảng sẽ an toàn, công bằng và minh bạch hơn. Đối với doanh nghiệp, cạnh tranh sẽ lành mạnh hơn. Đồng thời, những quy định tương tự như DSA sẽ được mở rộng ra nhiều nước sau khi áp dụng thành công ở EU. Vì vậy, doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ hơn cho điều này. Việc thực thi DSA cũng mở ra một kỷ nguyên mới về luật công nghệ. Các công ty công nghệ lớn cần chủ động chứng minh họ tuân thủ luật pháp thay vì nhà quản lý phải chỉ ra lỗi sai của họ như trước đây. Ngoài những tiện ích và cơ hội tiếp cận về thế giới thông tin rộng lớn, mà sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin mang lại qua nhiều loại thiết bị kết nối Internet như điện thoại thông minh, máy tính bảng, TV. Tình trạng nghiện Internet, đặc biệt là ở trẻ em, đang trở thành mối lo thường trực của không ít các bậc phụ huynh và nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh chứng nghiện Internet và trò chơi điện tử ở trẻ nhỏ đang là mối lo ngại hàng đầu của các bậc phụ huynh, chính phủ Trung Quốc đã ban hành một dự thảo hướng dẫn quy định thời gian sử dụng điện thoại của trẻ em. Dự thảo được xây dựng để đưa vào quy trình pháp lý vào ngày 2 tháng 9, sau khi lấy ý kiến từ công chúng, trong đó quy định các ứng dụng và thiết bị di động phải bao gồm một chế độ tích hợp nhằm hạn chế thời gian sử dụng hàng ngày ở mức tối đa là 2 giờ. Giới hạn thời gian sẽ giảm tùy theo độ tuổi người dùng. Với trẻ dưới 8 tuổi, mức sử dụng bị giới hạn còn 40 phút. Ngoài ra, những người dưới 18 tuổi không thể sử dụng các thiết bị di động trong khoảng thời gian từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Theo quy định mới, phụ huynh sẽ có thể quyết định xem có áp dụng các hạn chế và gia hạn thời gian hay không. Các quy định dự thảo do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc xây dựng cũng kêu gọi bảo mật nội dung, nghĩa là thông tin trực tuyến phải bao gồm các giá trị giúp trẻ em trau dồi đạo đức tốt.
Đề xuất này tiếp nối một loạt biện pháp được thực hiện nhằm tăng cường quản lý không gian mạng Trung Quốc. Quốc gia này từ năm 2019 đã thắt chặt thời gian chơi game online đối với những người dưới 18 tuổi, được gọi là chế độ thanh niên. Ban đầu, hướng dẫn cho phép chơi game online 90 phút mỗi ngày ở các ngày trong tuần, nhưng từ năm 2021, bản cập nhật nghiêm ngặt hơn đã giới hạn thanh thiếu niên Trung Quốc chỉ được chơi 1 giờ vào các ngày thứ 6, cuối tuần và ngày lễ. Các ứng dụng video và phát trực tiếp cũng phải tuân theo hệ thống chống nghiện, yêu cầu người dùng phải đăng ký bằng tên thật và giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Tính đến tháng 6 năm 2023, Trung Quốc có 1.079 tỷ người dùng Internet, tương đương hơn 76% dân số, tăng thêm 11,09 triệu người so với tháng 12 năm 2022. Tại Pháp và hầu hết các nước châu Âu, trẻ dưới 13 tuổi không được phép sử dụng mạng xã hội và trên lý thuyết, các mạng xã hội sẽ buộc người dùng phải khai báo có kiểm chứng độ tuổi thật. Đầu năm 2022, Thượng viện Pháp đã thông qua một bộ luật bắt buộc tất cả các mạng xã hội phải có chức năng cho phép phụ huynh giám sát hoạt động của trẻ vị thành niên nhằm bảo vệ những đối tượng trẻ tuổi này khỏi các nội dung bạo lực, khiêu dâm. Tất nhiên, việc kiểm soát này vẫn có nhiều lỗ hổng và với một số mạng xã hội được giới trẻ đặc biệt ưa thích, ví dụ như TikTok, thì đôi khi việc kiểm tra độ tuổi của người dùng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Công việc phát trực tuyến bán hàng livestream đang trở thành một nghề nghiệp được quan tâm tại quốc gia tỷ dân Trung Quốc. Trong bối cảnh thương mại điện tử và các ứng dụng video đang là xu hướng tại Trung Quốc, giới trẻ nước này coi đây là cơ hội hấp dẫn trong giai đoạn kinh tế nhiều thách thức và thị trường việc làm thắt chặt. Trong năm 2022, hoạt động bán hàng qua livestream đã tạo ra doanh thu lên tới 480 tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc và được dự báo có thể tăng 30% trong năm nay, bất chấp tình hình kinh tế biến động. Năm 2022, giới chức Trung Quốc đã ban hành bộ quy định mới đối với những người tham gia vào lĩnh vực này. Từng là một người mẫu và có bằng thạc sĩ về ngành thời trang, nhưng từ vài tháng nay, chị Trương Ngọc Cầm đã bắt đầu làm việc toàn thời gian với tư cách là một người livestream bán hàng chuyên nghiệp. Mỗi ngày, chị sẽ phải lên sóng trực tuyến ít nhất 6 giờ đồng hồ, chưa kể thời gian trang điểm, làm tóc và những thảo luận với đội ngũ làm việc. Chỉ trong thời gian ngắn làm việc, chị Trương đã có tổng cộng hàng trăm giờ livestream và được làm việc với nhiều thương hiệu cao cấp. Tôi thích được đứng và biểu cảm trước ống kính máy quay mỗi ngày. Lượng người xem từ mỗi buổi livestream cũng như số lượng bình luận tương tác cũng giúp tôi rất nhiều trong việc cải thiện kỹ năng của bản thân. Tôi ưa thích những yếu tố này, bởi vậy nên tôi lựa chọn công việc là một streamer. Thị trường chỉ là một trong hàng triệu người dẫn livestream bán hàng trên khắp Trung Quốc. Những người hàng ngày làm việc với đủ mọi loại sản phẩm khác nhau, từ đồ gia dụng, đồ điện tử cho tới những mặt hàng xa xỉ. Các công ty quản lý streamer cũng không ngừng tìm kiếm và tuyển mộ những tài năng mới để đáp ứng nhu cầu kinh doanh với những mặt hàng khác nhau. Để đảm bảo hình ảnh của các thương hiệu quốc tế đang hợp tác, chúng tôi không chạy khuyến mại mà luôn thúc đẩy việc bán hàng đúng giá gốc. Do đó, chúng tôi cần lựa chọn người livestream ở các phân khúc khác nhau để phù hợp với thương hiệu và phân khúc giá cả. Giới trẻ được xem là một trong những nhóm đối tượng gặp nhiều thách thức nhất với các khó khăn kinh tế Trung Quốc hiện nay. Tính tới tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm thanh niên tại nước này đã lên tới 21%. Do đó, nghề bán hàng qua livestream đang nổi lên như một cơ hội hữu ích. Số liệu gần nhất cho thấy, Trung Quốc hiện đã có hơn 1,2 triệu người dẫn livestream. Tuy nhiên, kinh tế khó khăn đã khiến người tiêu dùng thắt chặt hầu bao. Do đó, các streamer cũng cần nâng cao năng lực của mình nhằm tìm tới khách hàng một cách hiệu quả. Việc tạo dựng niềm tin với khách hàng chỉ qua màn hình điện thoại là không dễ dàng. Chúng tôi cần phải giao tiếp tốt với người xem, củng cố quan hệ với người theo dõi thường xuyên. Chỉ khi đó, chúng tôi mới có thể đủ khả năng để khuyến khích khách hàng chốt đơn nhanh chóng. Trong năm 2022, hoạt động bán hàng qua livestream đã tạo ra doanh thu lên tới 480 tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc và được dự báo có thể tăng 30% trong năm nay. Với một thị trường béo bở như vậy, công việc livestream bán hàng cũng được dự báo sẽ ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn trong thời gian tới. Năm 2022, giới chức Trung Quốc đã ban hành bộ quy định mới đối với những người tham gia vào lĩnh vực này. Đối với những lĩnh vực như y tế, tài chính, luật, giáo dục, người livestream phải có trình độ chuyên môn mới được phát livestream, cấm phát những nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm trật tự công cộng, quảng bá những nội dung sai trái gây ra những hành vi thói xấu cho xã hội, nhất là trẻ vị thành niên, kích động bạo lực trên không gian mạng. Quy định nêu rõ mức phạt đối với cá nhân và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã công bố một báo cáo liên quan đến lừa đảo trực tuyến. Theo đó, hàng trăm nghìn người đang bị các băng nhóm tội phạm ép buộc tham gia lừa đảo trực tuyến. Đa phần các nạn nhân đến từ các nước Đông Nam Á và Trung Quốc.
Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền Pontokos cho biết các nạn nhân bị cưỡng ép tham gia hoạt động lừa đảo và chịu ảnh hưởng hình thức đối xử vô nhân đạo như bạo hành và xâm hại. Hàng trăm nghìn người đang bị các băng nhóm tội phạm có tổ chức ép buộc tham gia vào tội phạm trực tuyến ở Đông Nam Á, từ lừa đảo hẹn hò, lừa đảo tiền điện tử đến cờ bạc bất hợp pháp. Các nạn nhân phải đối mặt với nhiều hành vi vi phạm và lạm dụng nghiêm trọng, bao gồm các mối đe dọa đối với sự an toàn và tính mạng của họ. Và nhiều người đã bị tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục, giam giữ tùy tiện, bạo lực tình dục, lao động cưỡng bức và các hành vi vi phạm nhân quyền khác. Theo báo cáo, rất khó để đánh giá quy mô tình hình do các hành vi này diễn ra rất lén lút và phản ứng còn chưa hiệu quả của các nhà chức trách. Tuy nhiên, các nguồn tin đáng kể cho biết ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar có thể đang bị giam cầm và buộc phải thực hiện lừa đảo trực tuyến. Ước tính con số này tại Campuchia là khoảng 100.000 người. Lào, Philippines và Thái Lan là những quốc gia khác trong khu vực được xác định là điểm đến chính hoặc là nơi trung chuyển của hoạt động buôn người. Ước tính các nhóm tội phạm này thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Cuộc khủng hoảng của COVID-19 khiến nhiều người di cư dễ bị tổn thương, mắc kẹt tại một số quốc gia, mất việc do biên giới đóng cửa và doanh nghiệp ngừng hoạt động. Các biện pháp hạn chế cũng khiến người dân dành nhiều thời gian trên mạng và dễ trở thành mục tiêu của lừa đảo trực tuyến. Có thể nói, việc gia tăng các biện pháp mạnh để bảo vệ an ninh mạng đang là yêu cầu cấp bách của nhiều quốc gia, nhất là những nước có mạng Internet phát triển. Hiện có khoảng 140 quốc gia đã ban hành luật an ninh mạng. Có thể nói dù khác nhau về tên gọi, nhưng nội dung chính của luật an ninh mạng của các nước đều nhằm cải thiện tình hình an ninh thông tin của các doanh nghiệp và cơ quan công quyền, cũng như bảo vệ tốt hơn người dân trên môi trường mạng Internet. Bản tin Ninja Thế Giới xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.